Trường Đại học Hoa Sen tổ chức cuộc thi sáng tạo phim quảng cáo TV React 2014 nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên trên toàn quốc đam mê lĩnh vực sản xuất phim quảng cáo, có cơ hội thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Tiếp nối thành công của 4 lần tổ chức trước, cuộc thi TV React 2014 với slogan Turn on your idea luôn đánh giá cao ý tưởng sáng tạo của các thí sinh tham dự. Bên cạnh đó, cuộc thi còn giúp các sinh viên có sự trải nghiệm trọn vẹn nhất về quy trình thực hiện và quảng bá TVC. Nhóm em khi tham gia cuộc thi thì tụi em đã chuẩn bị những cái thiết bị để có thể quay được một cái clip. Tuy là không đầy đủ nhưng mà mỗi người đều có góp sức của mình, tức là có thiết bị nào thì đưa thiết bị đó ra. Và cũng về tinh thần thì nhóm cũng rất là quyết tâm để có thể đạt được cái kết quả cao nhất mà nhóm mong muốn. Khó khăn nhất trong đó thì có về nhân sự thôi. Tại vì nhóm của em cũng lúc đầu thì cũng tham gia, mọi người tham gia vào rất đông. Nhưng mà một số bạn vì đông quá nên có không thể làm tốt được vai trò của mình. Mọi người không cùng chung một ý tưởng, có quyết định một cái vấn đề nào đó lớn. Bởi vì nhóm của em đang cố gắng, cái đó là khó khăn nhất của nhóm. Cuộc thi TV React ra đời vào năm 2010 với mong muốn mang lại một sân chơi dành riêng cho sinh viên trường Đại học Hoa Sen. Đến năm 2011, cuộc thi đã chính thức trở thành một hoạt động thường niên của trường với quy mô được mở rộng dành cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. TV React 2012 tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của nhóm sinh viên đến từ các trường đại học trên toàn quốc. Và TV React 2013 một lần nữa khẳng định sự thành công và thu hút sự quan tâm nhiệt tình của các bạn sinh viên đam mê sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Suốt cái quá trình đó là tụi em đã lớn hơn về nhiều mặt, lớn hơn về mặt suy nghĩ, lớn hơn về tinh thần đoàn kết cũng như là tình bạn của tụi em trong suốt quá trình là hoạt động cùng làm việc cùng nhau như vậy. Tại vì cái TVC của tụi em á, là tụi em thực sự là chỉ quay trong vòng một đêm thôi. Tức là trong một đêm đó tụi em quay suốt cả đêm không ngừng không nghỉ và sáng hôm sau là đem đi học bài luôn. Nên là trong cái khoảng thời gian đó là tụi em học hỏi được rất là nhiều từ cái với lại sau này nữa thì tụi em phát hiện ra được là cái đam mê làm phim quảng cáo nó càng ngày càng lớn dần cho tụi em và tụi em vẫn theo đuổi đó tới tận bây giờ. Cuộc thi TV React 2014 chính thức nhận đăng ký dự thi từ ngày 5 tháng 5 năm 2014 đến ngày 1 tháng 6 năm 2014 tại địa chỉ website tvreact.hoasen.edu.vn. Sau vòng loại, 10 TVC xuất sắc nhất sẽ vào vòng chung kết. Trong vòng chung kết, các nhóm sẽ một lần nữa thể hiện sự sáng tạo của mình bằng những hình thức thể hiện khác nhau trong vòng 180 giây trước ban giám khảo. Với mục đích giới thiệu về nhóm, thí sinh dự thi là ai để làm nổi bật lên ý tưởng trong sản phẩm dự thi của mình. Slogan của cuộc thi năm nay của tụi em là Turn on your idea, là bật tung ý tưởng. Qua cái slogan này thì tụi em cũng muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên cũng như là học sinh trên cả nước. Đó là mỗi người thì đều có một cái ý tưởng riêng và cái ý tưởng này của các bạn thì đều đáng được trân trọng và các bạn đều có thể thể hiện mình thông qua cái việc là các bạn làm clip dự thi và gửi về cho chúng em. Cuộc thi này của chúng em là cuộc thi của sinh viên, làm cho sinh viên chơi nhưng mang tính chuyên nghiệp, là bởi vì tụi em có những thầy cô cũng như là những diễn giả đến từ các đầu ngành, họ là những người có kinh nghiệm làm việc và họ rất là quan tâm đến sinh viên. Qua cái cuộc thi này thì tôi cũng muốn nói gần hơn cái sợi dây liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp để sau này các bạn có một cái bước tiến cao hơn trong sự nghiệp của các bạn. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ giành được những giải thưởng giá trị với giải cao nhất là 20 triệu đồng. Qua cuộc thi này, chắc chắn các thí sinh sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như cơ hội cọ xát trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, nhiều thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn.